Em chào anh, chào chị nhà mình nhá. Ơi, cá hôm nay được loại nhỏ này à? Anh ơi, không không có cá to à? Thế này mà em định đặt câu ở cái chuông này thì cũng đây ở chuông này à, chị? Đây, quá rú phi to thế. Em đang tính là thả câu thì liệu có kiếm được không anh nhỉ? Thả câu thôi chứ không phải ấy. Ui giời, dọn bài à? Nâng thau. Thế sao lại vội thu về thì không ngâm tôm thêm tí nữa? Sợ quá à? Thôi được rồi, thế là có cá đi chợ rồi. Là ngon rồi. Được cả cá me này. Toàn cá ngon thôi mà. Rô phi này thì nếu như ai mà thích nghịch mà lọc thịt ra mà rán được thì quá tuyệt vời. Đấy. Ốc. Chị mình hôm nay đủ thứ để đi chợ. Mệt thế cơ chị nhỉ? Thế mày trồng làm gì nó ở trong này? Ơ à, thế nó trồng nó ghẹo gì mày mà mày vào mày vầy nó? Hả? À, anh Hùng anh Trường ở đâu? Đi ra ngoài đi. À, bắt nạt phụ nữ thế là không tốt đâu đây nhá. Bạn gà Tây nhá. Ôi, đi ra. Để cho nó ấp, sắp sửa nó xuống ổ rồi, đi ra ngoài, không để nó hoảng. Sống chẳng yêu thương phụ nữ thì thôi, đừng nghe, đi bắt nạt phụ nữ. Đi ra kia với vợ mày. Đi ra kia với vợ mày, mặt cứ trơ ra. Ăn cơm rau muống mặt mì như trâu ấy. Đi đường nào. Ra. Trời ơi. Anh Hùng anh Tưởng thế nào cơ. Ai chà. Thế là sắp sửa lại có một cái ổ gà con nữa rồi đấy các bạn ạ. Ở đầu video cho Long gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. À, mình vừa ở ngoài cái chỗ anh chị mình đang kiếm mấy cái con cá ở ngoài cái thùng mà hôm vừa rồi mình cào ốc ấy. À, thế nhưng mà cũng không được nhiều cá lạ cho lắm, cũng chỉ là vài cái con cá bình thường thôi. Mình gọi là mấy con cá dân dã. Cứ tưởng là được con chép to hoặc là được con chấm con chiếc thì sau lũ lụt nó còn sót lại cơ. Thế nhưng mà không có. Thế nên thành ra là ôi không được cắn tao. Thành ra là mình vừa về tới nhà để chuẩn bị chăm sóc những con vật ấy. Thì vừa về tới nhà một cái đang cho mấy con cá nó ăn. Thế là thấy con gà Tây nó cứ xưng vây xưng còng ở trong này. Thế là đi vào kiểm tra, hóa ra là nó đang chồng cái con gà mái này. Thế nào mới nở được một quả thôi các bạn. À, hai con. Đây rồi. Xem nào. Rồi. Đi vào với mẹ. Đi vào với mẹ nhé. Ồ, chạy long quăng đi đâu đấy. Rồi. Bây giờ cũng là cái công việc của mình, cũng đi kiếm con cá con mú thôi các bạn ạ. Hôm nay thì mình có một cái dự định thế này. Dự định là một là có khả năng là đi đẩy rủi kiếm ít tép. Hai là có khả năng là mình đi kiếm ít cá trạch các bạn. Các bạn đã lâu rồi. À, được nhìn cá trạch chưa và đã được ăn cá trạch chưa? Thì Long hôm nay cũng có dự định là như vậy. Nhưng mà trước khi đi thì Long là phải là chuẩn bị hết công tác là cho chim ăn này, cho cá ăn này. Đấy, rồi thì vài cái thứ việc nữa cơ. Bây giờ thì mời các bạn là tiếp tục đồng hành với Long nhé. Mọi người cứ bảo là sau dạo này Long đen thế thì các bạn biết đấy. Mát thì phải cho những con vật nó ăn. Thì đến khi lắng lên thì mới bắt đầu đi kiếm con cá con tép được. Thì hôm nay cái thùng này ấy, thì là mình cũng đẩy đi mấy bữa rồi, chờ cho nó cạn nó đến cái tầm này đi thì nó mới vừa mới đẩy mấy cái rủi các bạn. Trong lũ lụt thì chỗ nào thì nó cũng có cá, thế nên là mình cũng hay cứ vầy vò. Thứ nhất là cho con vật nó ăn, thứ hai nữa là mình cũng có cái ăn. Nó nhiều khi phải nói thẳng luôn là mình cũng có cái ăn chứ không phải là nó ăn không đáng là bao nhiêu đâu. Các bạn nhìn này, cái thùng này thì mong sao mà được ít tôm các bạn. Mình thì mình thích cái món tôm hơn đấy. Ơi sao. Bắt đầu nhá.
không hiểu sao người mọi năm người ta đẩy dùi khỏe nhỉ. Không phải, mới lại tại cái dùi của mình nữa. Đây các bạn này, cực nhiều tôm luôn. Em vét anh này. Cá sộp này, cá diếc này, cá rô vi này, nó chạy kinh lắm các bạn ạ. Thế nhưng mà rủi của mình đẩy tốc độ không nhanh được, thế thành ra là nó chạy trước mình luôn. Đấy. Rồi vừa thôi. Về còn trước nữa mà. Về lọc cái tôm còn trước nữa. Ui đóng đong nhiều thế. Tôm này các bạn nhìn, tôm ngon chưa? Đấy. Tôm này mà phơi đi mà nấu canh nhỉ. Khổ thế chứ, vợ không ăn được tôm đâu nè. Nói chuyện đến cái món tôm nó cứ rừng rưng. Ây da, vợ mình đẩy đấy. Có gì không? Đâu? Vẫn là tôm à? Nhiều lắm mà tôm nó nhảy này. Nó nhảy lao sao cả luôn. Đâu xem nào. Ừ nhỉ. Nhưng mà đường đẩy nó hơi ngắn lắm, thời gian nó được hơi ít. Thôi để đây để anh đẩy lốt cho mấy đường nữa. Ui, tôm riu rồi các bạn này. Ghê chưa, nhiều chưa này. Nhưng mà chỉ tội là cái rủi của mình nó ăn bùn quá. Thế này phải chờ nó cạn thêm một tí nữa. Toàn tôm rồi. Ui, toàn tôm ngon thôi. Thôi, được ít được nhiều em ạ. Về cứ được bữa là ngon rồi đây. Các bạn nhìn này. Đấy, ghê nhảy lên nhiều chưa. Về được bữa canh với lại cho cá ăn thoải mái rồi. Dâu tôm lấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Đấy là đúng là tôm phải lấu với bầu thì nó mới dậy mùi được các bạn ạ. Mình đã về rồi, tranh thủ là mang về là triển khai luôn cho nó tươi các bạn. Ui, không thì ngoài đồng thứ nhất là nó cũng lắng, và thứ hai là nó cũng chưa mất rồi. Để mình trước, để mình đãi lấy cái tôm ra, cá với tôm nó tách nhau ra. Nó nhỏ quá các bạn ạ. Nó nhỏ quá thì bây giờ mình lại phải nhờ mẹ mình đãi ra. Để đãi ra, để tách cái tôm riêng ra. Bây giờ chỉ còn cái mùn, mình gọi là cái mùn với lại tôm nữa thôi. Hai cái việc đó trông vậy thôi. Cứ nói là tách ra nhưng mà cũng còn khá lâu ấy chứ. Để mình mang những cái thứ này cho mấy con chim đã. Ấy xa, thanh niên hôm nay mạnh dạn ghê nhỉ. Thanh niên hôm nay mình dạn hoa à. Ấy xời ơi. Thế nhưng mà con này nó hơi nhát một tí, con kia thì nó sung hơn các bạn. Con này thì cũng có tố chất đấy. Thế nhưng mà thôi được rồi, cái gì? Hoa đi. Tiếp đi. Cái gì nó cũng phải dần dần, không vội được. Ui giời ơi, đã chào nhau rồi. Ăn đi. Đấy, cho cả vịt ăn nữa đây. Ha ha. Chắc đôi tháng nữa thì may ra mới đẻ được các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là nó thay lông rồi. Thôi mời các bạn ăn nhá. Giờ đến lượt tớ đi chế biến cái món của tớ đấy. Không có cái món bầu về cái mùa này đâu các bạn. Thế cho nên là mình vẫn chọn cái rau mồng tơi này. Nó là một cái loại rau mà dễ ăn nhất, mà có thể là rau canh cua này. Rồi thì tôm. Tôm thì mẹ mình đang làm lốt. Thì sau đó là em ơi, em nhà xem giã tôm ra xem lấu bắt canh nhá. Để anh ra ngoài kia anh thử kiếm xem có con trạch nào. Được cái là mấy con trà màu cũng có tố chất phết đấy các bạn ạ. Đây, mình đang chuẩn bị đi ra đây để kiếm cái con trạch ấy. Vì là mọi năm ấy, cứ mỗi lần nước cạn như này đi sắn tay ấy, là có thể là bán thì không được nói bán. Thế nhưng mà để mà ăn ấy thì là tha hồ trạch ăn luôn các bạn. Thì mọi năm thì mình không dám bới bởi vì là nó không có nước lụt. Nhưng năm nay nó có nước lụt thì mình ngộ may chăng thì có ăn may được thì ăn may thôi. Thì như đi ngang qua đây các bạn nhìn này. Đây là cái sự sống sót của con cá dọn bè đấy. Các bạn thấy không? Nó sức sống của nó quá mãnh liệt luôn. Thế này cho nên là người ta không muốn nuôi nó bởi vì là nếu như trong cái hồ đập nào đó nó khuấy thành một cái hang cái hốc ấy để nó sinh sống, thế cho nên là nó dễ phá vỡ cái hệ sinh thái của thiên nhiên. Cho nên nhiều các bạn cũng bảo Long bảo là gửi cho ít để nuôi nhưng mà Long không thả. Đó là dòng ngoại lai các bạn ạ. Rồi để bây giờ mình ra triển khai nhé. Bây giờ chỉ là ăn may thôi các bạn. May hơn khôn thôi. Thank you.
cái giống trạch này là cứ nước cạn ấy là cứ có chỗ là ẩm ướt là nó rút xuống, nó chui xuống để nó sống. Chắc là không có rồi. Chắc không có các bạn. Có thì à, một vài phát đầu đã có ngay. Chịu khó hót phết đấy. Đó. Bây giờ là người ta sử dụng kích ấy, người ta cắm sâu xuống. Nếu như có lươn con trạch là nó cũng lên hết. Đây mình nghi có khả năng con dọn bể thôi. Đúng, y hệt luôn. Đúng rồi. Không có các bạn ạ. Đây những cái hút này. Mọi năm những cái hút này thì có lươn, có trạch. Chỉ cần thấy cái vũng nào mà nó có nhiều cái hút lỗ lỗ các bạn. Nó cứ lỗ như này. Á, là 100% là cái hút của trạch, kiểu như nó thi thoảng nó vẫn đạp đất để nó lấy oxy hay sao ấy. Mình nghĩ là như vậy. Thế nhưng mà không có. Đây cái hút này, mọi năm hút gì này. Đấy, là có 100% luôn. Giờ thì không rồi. Thôi không có, không sao. Hót mau mỏ đáo đẻ đấy. Em ơi! Phương ơi! Canh dưa xong chưa nhỉ? Gần xong rồi. Gần xong rồi à? Được, để anh tranh thủ tắm cho chim bố. Đây, chim bố ra đây tắm. Thế nào là chim bố? Thì chim của bố vợ tặng thì chả là chim bố. Con chim. Đúng không? Con chim của bố. Được chưa? Chim bố. Chị cứ phải vặn tôi. Ra đây em ơi. Ra để tắm rửa em ơi. Mạnh dạn lên. Rồi ra tắm đi. Ra đi. Ra đi nhanh lên, nó hót hết rồi kia kìa. Vặn đi ra. May được cái nó cũng thuần đấy. Vặn, vặn vào đây. Vặn vào đây. Vặn vào hương quả gì kìa. Đi sang lồng đi, tắm rửa đi. Để anh vệ sinh cho cái lồng đi, rồi sang lồng mới. Còn chưa lên. Hơi. Hương ơi. Chim bố thuần quá không sang. Đi sang đi em ơi. Đi sang. Nuôi chim thuần ấy, nhiều khi thì thích thì cũng có thích đấy. Thế nhưng mà lắm lúc sang lồng là nó không chịu nghe lời mình đâu. Mình đang sang để cho nó tắm cái. À, rồi thì tiện thì mình cũng sửa sang chỉnh trang cho nó cái chiếc lồng cho nó xịn sò con bò đi. Nhưng mà nó vẫn cứ rình về cái con kia để nó hót đấy. Tắm đi. Trời ơi. Già dáng thanh niên cốm quá rồi cơ. Xong chưa? Để con cho về lồng. Dìa lồng đánh cánh. Có đi tán gái đâu mà cũng kỹ thế. Giờ mới tưới lượt thanh niên này. À, thanh niên này cũng một cơ khét tiếng, không phải dạng vừa đâu. Thế nhưng mà do là hơi nhát, như hôm qua mình đã bảo rồi là mình hôm nay mình mới cho các bạn xem chi tiết được em nó. Thì cũng vừa sắm cho em nó được một cái chiếc lồng ấy, để em nó lấy cái chỗ chui ra chui vào, kiểu như sắm cho nó ngôi nhà ấy, lấy chỗ chui ra chui vào nha. Thôi tắm rửa đi, để anh chỉnh trang cho cái lồng tí. Ngon đấy. Toàn tôm ngon thôi các bạn ạ. À, chờ cái món tôm cũng lâu lâu, mình cứ để con chim nó tắm thì quanh trở lại giã cho vợ ít tôm. Đúng là nghĩ tới món tôm với lại canh bầu này mà ngày xưa cứ ăn nó, thật sự là ngày xưa là ăn đến nó phát chán cơ, nhưng bây giờ lâu không ăn là cũng thèm. Cái món này nếu như mà các bạn nào mà ở trong có Hà Lan miền Nam là cũng ít được ăn nhỉ. Vì miền Nam mọi người là ít ăn cái loại thể loại này hơn, chủ yếu là nấu canh chua thôi. Đấy. Toàn tôm riu. Đây mình gọi là tôm thôi, có nơi gọi là tép ấy. Rồi. Đau khổ không? Quá đau khổ, ngon thế này mà không ăn được. Không ăn được. Khổ thế, nhiều khi á, trong những cái món ẩm thực á mà mình thường hay làm ấy
là có thiếu một số các nhân vật trong gia đình nhà mình. Vì là nhà mình ấy, người thì ăn được cái nọ, người ăn được cái kia, người ăn được tôm, người ăn được cá, mệt lắm. Ấy, thơm luôn các bạn ạ. Đấy, sau khoảng độ tầm 15 phút vất vả thôi là mình đã được một bát canh ngon tuyệt vời rồi. Này các bạn nào ở xa quê nhỉ, có nhớ cái món này không? Để Long thử nhá. Đấy, lửa này mà hot đi. Ui, quá tuyệt vời luôn các bạn. Thơm, ngon, ngọt. Ui, khó tả lắm. Thôi bây giờ này xong xuôi hết các công việc rồi. À, cũng chẳng biết nói gì hơn. Thì cảm ơn tới tất cả mọi người đã theo dõi video. Bây giờ thì Long mang bát canh vào cùng với gia đình thưởng thức bữa cơm trưa đây. Không thì cũng muộn lắm rồi. Thanh niên Hiệp thử cái món tôm này, là chị Linh là không ăn được tôm này. À, mẹ không ăn được tôm này. Thì là đã có bát canh rau cải này. À, mấy bánh da nem thì cũng là vợ mình làm này. À, thanh niên Hiệp. Đó, con thử nhá. Ăn thật đấy, không ăn thử đâu. À, mẹ xuống ăn cơm nè. Rồi, mẹ mình thì trước khi ăn cơm mình lại phải ngồi uống thuốc đã. Rồi, mời đại gia đình để mình ăn cơm thôi. Mẹ ăn cơm nhá. Cảm ơn các bạn à. Bỏng chưa, bỏng chưa? Rồi, bây giờ thì...